Dạ, xin chào các bác tài, các nhà đầu tư. Thì hôm nay em muốn đặc biệt giới thiệu cho các bác tài và các nhà đầu tư một cái dòng xe chuyên dụng. Dòng xe này là dòng xe do tập đoàn ô tô Vinh Pháp mà lắp ráp ở Việt Nam ở Củ Chi. Thì đây là dòng xe mà có tải trọng là 1 tấn 82, 1 tấn 82, nó chạy vào thành phố được ha. Xe này thì nó luôn là các bác mà chở xe máy thì mới sử dụng cái xe này, còn lại thì nó không phù hợp cho cái nhu cầu khác ha. Nó chuyên dùng cho xe máy, chở xe máy. Và một cái chiếc xe này nó chạy vào, thứ nhất là nó có hai lợi điểm. Một là nó chạy vào trong Sài Gòn được, vì tải trọng nó bé hơn 5 tấn ha, chạy trong Sài Gòn được từ khung giờ từ 4 giờ từ sáng là từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều ha. Rất là thoải mái trong Sài Gòn. Và đồng thời cái thứ hai nữa là cái đối với cái mức tải trọng này thì xe này nó ước chừng nó chở được khoảng cái chừng 20 đến 27 chiếc xe ha. Trên cái chiếc xe này là 20 đến 27 chiếc. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào xem xét và tìm hiểu kỹ về chiếc xe này để xem là nó có thực sự là một chiếc xe tốt để chúng ta chở xe máy, để vận chuyển xe máy hay không ha. Rồi ở đây em muốn giới thiệu cho quý vị cái xe này á, là cái phần cabin mặt trước của nó thì nói chung nó là một chiếc xe truyền thống, không có gì để nói nhiều cả, để mô tả nhiều cả. Xe này truyền thống theo cái dạng Isuzu QKR, Isuzu QKR 270, 230 á, thì cái đầu cabin nó y chang luôn, không có gì khác biệt cả. Bên đây là cái dòng chữ Forward Low Power, là tượng trưng cho cái máy người ta đang sử dụng cái công nghệ này ha, công nghệ tiết kiệm khí thải, tiết kiệm nhiên liệu ha. Còn bên đây là dòng chữ VM, là hai cái chữ này được mạng chrome sáng, nó là cái chữ đặc trưng cho nhà máy VinFast ha, là cái biểu tượng logo của họ. Còn phần này là hốc lấy gió trời này để làm mát động cơ. Xe này thì trong đây có thể nhìn thấy được cái dàn lặn luôn, ở trong phía trong đây chúng ta có thể nhìn thấy dàn lặn luôn. Thì xe này nó được gắn sắm máy lặn cho tài xế rồi ha. Đó, còn phần bên đây là phần cụm đèn này, đèn halogen nha, đèn halogen theo kiểu truyền thống. Thì ai yêu cái nét hoài cổ truyền thống thì sẽ thích cái một cái dòng xe nó mẫu như thế này ha. Phần dưới này chúng ta có một cái cản bằng cái cản này bằng nhựa cứng ha, nhựa cứng, có một cái cụm đèn hình chữ nhật, đèn cản hình chữ nhật. Còn cái gương chiếu hậu của cái chiếc xe này thì đây là cái phần mà em không thích cho lắm, tại nó hơi hồ tí xíu, nó có cái chiều dài quá. Tại vì cái xe thuộc dài nên bắt buộc người ta phải kéo dài cái gương chiếu hậu này ra ha. Rồi bên đây là cái phần thân cabin đó, nó là cái, nó có dòng sự chữ Isuzu engine nè, 98 PS ha. Cái này là cái công suất của động cơ máy. Xe này nó xài là xe Euro 4 ga điện nha các bác, ga điện chứ không phải ga cơ nha các bác ha, ga điện. Còn phần này là phần mà mình sẽ nói đến chính trong ngày hôm nay ha. Phần này mình sẽ nói đến chính trong phần ngày hôm nay là cái phần này là cái thùng xe để chở xe máy. Thì thùng xe này á, cái kích thước chiều dài nó là 6m2, chiều ngang là 1m820 và chiều cao là 2m47 ha. Phụ bì luôn là khoảng 2m6 á quý vị ha. Còn cái thùng này nó được chia làm hai tầng ha, chia được làm hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Tổng cái thùng này á, là người ta có thể chở được đến 20 đến 27 chiếc xe máy ha. Đó. Rồi xe thì của chúng ta cũng rất chắc chắn ha, có phần cản này nhìn rất chắc chắn, bao luôn cái từ cái phần bánh trước đến phần bánh sau để bảo vệ cái phần khung gầm ha. Rồi chiếu lại gần đây một tí xíu thì chúng ta thấy là ở trên cái thùng này á là người ta bố trí rất là nhiều cái móc ha, rất là nhiều cái móc ở đây. Cứ muốn một cái khoang như vậy nó tầm khoảng 3 cái móc ha. 3 cái móc này, móc trên và móc dưới, dùng để rang những cái xe máy của chúng ta để cho nó khỏi bị xô sệt khi mà đi trên đường ha, để khỏi chảy xước. Đồng thời là đến đây. Đồng thời là chúng ta đến cuối phần này. Phần này á chúng ta có một cái hộp đây, đây là hộp điện nha. Đây hộp điện ha, motor điện. Thì cái hộp này á là nó sẽ hoạt động, nó sẽ điều khiển cái bậc nâng của chúng ta, nó sẽ điều. Còn đây là phần bậc nâng này. Đó. Đây up down lên xuống ha. Cái bậc nâng này của chúng ta là ở đây chúng ta
nhìn kỹ nha. Cái bần nâng này thì có tải trọng là khoảng dưới khoảng có chừng 600 đến 700 kg ha. Bần nâng này 600 700 kg thì ở bên đây là người ta được, bên đây là có hai cái xích sắt nó ràng cái hai cái bần nâng này lại ha. Còn phần bần nâng thì cái này chúng ta không xa lạ gì nữa, chúng ta có hai cái trục motor, trục dây motor kéo lên kéo xuống ha. Thì đây xe 2 tầng, lại chiếu lại đây cho các bạn này. Các bạn xem em. Đó bận 2 tầng. Đó, đóng vậy. Trời nắng quá. Cái bận nâng này của chúng ta nó là cái bận nâng mà có cái bề mặt là bề mặt sắt ha, sàn là sàn sàn dập lá me để cải thiện cái độ ma sát để chống trơn trượt ha, sàn dập lá me. Còn phần này chúng ta là được người ta lót bằng thời ngày trước thì những cái xe mà chở xe máy người ta thường làm sàn gỗ ha, nhưng mà bây giờ hiện tại là giờ làm sàn sắt hết rồi. Còn nếu mà quý vị nào muốn chắc ăn hơn nữa thì mình làm cái sàn sắt dập lá me ha, dập lá me để cho xe của chúng ta nó được cố định hơn nữa, tốt hơn nữa ha. Còn đây là cái phần mà phần cơ bản của thùng ha. Em chiếu lại gần giúp anh một cái ha. Em chiếu lại gần giúp anh một cái đó, phần cơ bản thôi đó. Bây giờ chúng tôi sẽ thử úp lên cái ha. Đó, đây là cái tầng thứ hai của xe. Đó, đây là cái tầng thứ hai của xe. Thì đây là tầng thứ hai của xe, thì cái tầng này người ta cũng có những cái tấm, người ta làm những cái tấm này là có thể mở được qua hai bên nha quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy bản lề không? Đó, bản lề cứ mỗi một cái tấm như vậy là có bốn cái bản lề có thể mở úp lại nó sang hai bên như vậy ha, thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta có thể dùng chiếc xe này để chở những cái mặt hàng khác được ha. Đó, thì ở cái độ cao này chúng ta lên cao tí xíu nữa. Đó, như thế không? Có thể dễ dàng chất dở xe máy ha, rất dễ dàng thuận tiện. Thì mình bấm úp xuống để bấm đao xuống chứ. Đó, hoạt động rất trơn tru nhẹ nhàng ha, không có tiếng ồn ha, hoạt động rất trơn tru. Đó, xuống đến mặt đất cũng rất trơn tru. Thì đối với cái xe này á, thì một số bác tài người ta sẽ, một số các nhà đầu tư người ta sẽ phân vân là cái xuất xứ của xe rồi cái động cơ của xe, cái xe này có bền hay không. Thì em nói luôn là bây giờ em sẽ dắt các bác đi xem cái động cơ máy ha, xem động cơ nó trước đi đã, rồi bắt đầu mình mới nói đến những cái phần khác của xe. Động cơ của xe, cái loại này em nói rất là nhiều rồi ha. Loại này động cơ của nó là động cơ Isuzu, nhưng mà Isuzu đặt trụ sở ở Quân Linh, Trung Quốc. Nói thẳng ra chiếc xe này là một chiếc xe Isuzu chất lượng nhưng mà lại có xuất xứ từ Trung Quốc ha. Thì về cái độ chất lượng của nó chúng ta không phải bàn, chất lượng là chất lượng Isuzu ha quý vị ha. Xe này là xe 2.8 lít, dung tích xi lanh 2.8 lít, công suất máy thì ở kế bên hông rồi là 98 PS ha, công suất máy là 98 PS. Đồng thời là xe này cũng trang bị turbo tăng áp phun dầu điện tử common rail ha, tiết kiệm nhiên liệu. Xe này chạy 100 cây thì nó tầm khoảng hết 9 đến 10 lít ha, thì rất tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời thêm cái nữa là đối với cái dòng xe VinFast này thì khi mà quý vị mua chiếc xe này được bảo hành bảo dưỡng đến 3 lần, có nghĩa là bảo hành thì bảo hành 3 năm 100.000 ha, còn bảo dưỡng thì được tặng 3 lần bảo dưỡng ha, 3 lần từ 1.000 cây này, 5.000 cây, 10.000 cây. Đây cũng là cái sự cam kết đối với chất lượng của chiếc xe này ha. Đó, thì đây, để em úp cabin xuống.
nội thất xe thì nội thất xe cơ bản nó như thế này thôi ha. Cơ bản nó như thế này thôi. À, xe này cũng có trang bị tay lái trợ lực ha. Tay lái trợ lực. Xe có trang bị tay lái trợ lực. Xe trang bị tay lái trợ lực nè. Isuzu ha. Tay lái hai chấu Isuzu truyền thống, hộp số 5 cấp. Rồi đây là những cái phần nội thất của xe ha. Đó, quý vị thấy không? Phần nội thất của xe tất cả ở đây ha. Đó. Xe được trang bị sắm máy lạnh ha, tay lái thì có trợ lực đánh lái khỏe thoải mái khỏe. Khỏe. Với lại thêm cái nữa là ở đây nó có phím lên xuống gương chiếu hậu nè, gương hai bên nè. Lên xuống gương hai bên. Ở phần này á là khi mà các bác mua xe này cái phần cầu chì của nó, phần điện của nó nè. Đó, phần điện đó. Đó phần điện đấy ha. Có thể dễ dàng, rất dễ dàng sửa chữa ha. Rồi. Còn phần đằng phía đằng sau đây chúng ta có là những cái bộ đi theo xe nè. Đó một con đội nè. Các bộ sửa chữa nè, tất cả thiết bị đều ở đây hết. À, xe thì được lót bằng bọc xi mili cho nên cái độ mà cách đại nhiệt của nó rất là tốt ha. Rồi vậy tổng quan về chiếc xe này á, thì nói thẳng ra là chiếc xe này á, là chiếc xe chuyên dụng, chỉ dùng cho những anh nào, những bác nào, những chị nào mà đang chở xe máy, hoạt động trong cái lĩnh vực mà kinh doanh xe máy, chở xe trên toàn quốc, chở xe trong Sài Gòn hay trong nội đô. 1 tấn 82 nó có lợi điểm là chạy vào trong Đồng Nai được nè, chạy vào Sài Gòn được ha, rất là thoải mái thuận tiện. Xe này chở được 25 xe đến 27 xe thì quý vị có thể cân nhắc. Đây là dòng xe yếu tố là cái xe này chất lượng cao này, với đồng thời nữa là độ bảo hành dài, và thêm cái nữa là giá xe nó cũng phải chăng nữa ha, mình nhanh lấy lại vốn ha quý vị. Cái thùng xe đóng như vậy là cũng có phiếu hết rồi, phiếu theo cục đăng kiểm Việt Nam cho nên chúng ta thoải mái ha. Xe này từ nhà máy đóng ra, từ ai đặt thì sẽ có khoảng trong khoảng có 10-15 ngày ha. Em xin chào và tạm biệt. Nếu mà quý khách nào cần mua xe này có thể liên hệ đến em ngay theo số hotline bên dưới này ha. Em xin chào.